Trời trời, chị để anh mới lên đợi nào. Chị hãy liên hệ thành viên của đội mình. Tôi chị Quyên. Rồi nít như nó nít nít. Rồi kiên nít bị gì hiểu không? Nít lại. Lại rồi. Vì sao chị tham gia chương trình này? Tôi muốn thử sát chi đùa. Sức mạnh của mình, chị muốn thử sát sức mạnh mình nói đi. Thử sát sức mạnh của mình. Chị có niềm tin chiến thắng không? Có, chiến thắng chị Quyên, chiến thắng. Kêu đồng đội của chị lại đi lên, chứ là chị thua đó. Đó lại. Ngồi lớn này, ngồi lớn. Anh đây có niềm tin chiến thắng không? Không. Ngồi lớn này, hai anh chị hãy làm sao có cổ vũ tinh thần cho nhau. Có, nói đi. Ngồi nguyên đây, rồi, xin mời con. Rồi, rồi, biết, hai. Đợi cam quýt khùng khùng biết. Xin mời đại cam quýt, xin mời đại thanh long rồi vậy đại xung chất rồi đại xung chất rồi đúng không mở cái cây đi xin đại thanh long chào đại thanh long anh tên gì và hãy giới thiệu về đại anh vì sao tham gia vậy nữa lại hai người nói chung tên gì thôi tôi chơi cho mẹ ơi thằng đi rồi tôi chơi có niềm tin chiến thắng không có sao có dữ rồi nói coi tôi lên ai chưa ai không tôi hả vì sao hai anh chị tham gia chương trình này vì sao vì chơi cho vui rồi nhưng mà thi đấu chứ phải nha nghe chứ phải chưa mày có thích để hai anh chị chưa chưa không hai có chết sẽ đưa anh hai có chết sẽ đưa cho hai đợi thở kèm là chạy nha. Thế là hai tấm thở và một cái kéo. Anh không có chơi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Xin mời chị Huyên. Huyên qua đây. Xin mời hai đỏ. Rồi. Em, đây là ngoài. Một, hai, ba, nhìn lên, cứ lên, cố lên, cố lên. Đây là đội Phan Long. Đã hôn lòng á. Chó. Con dạ. Nhanh vậy. Chú đang đợi con. Con đợi con. Trời kêu. Mắc gỡ rồi nghe. Đâu. Gỡ thành cộng con luôn. Tôi là thanh lòng. Không với tôi đâu. Đây là đợi. Đây. Để cao bút. Anh chị chơi quá dễ cho anh ấy. Cao bút. Anh chị chơi quá dễ. Chị chơi với cám tao mất nhiều giờ. Đúng vậy thầy. Em chơi chết chết. Mộ. Anh có cho cám nghỉ. Thông báo em rồi sắp đưa vô bệnh viện. Xin mời anh hãy cho cảm nghĩ của anh lúc bây giờ. Anh đang làm việc với một tinh thần rất là sung sức. Còn chị đây rất là chánh nhẹ. Anh hãy cho biết cảm nghĩ bây giờ. Chị hãy cho biết cảm nghĩ với chị bây giờ. Cô lên, cô lên nè, đang em thay quay lại. Cố lên gì lại trong bút. Anh cho biết cảm nghĩ. Chị hãy cho biết cảm nghĩ bây giờ của chị. Mày! Cô là đợi sắp khô rồi nè. Cô là. Với số tiền nữa là 150 triệu. Hai đội chơi chúng ta ngày hôm nay rất là đen sung sức. Nhất là đội cam bút. Đội cam bút với một. Ai thắng thì là 150 triệu. Ai thua sẽ bồi thường lại 150 triệu lẻ 1.000. Đại Thanh Long đang rất là hào hứng. Nhưng mà ông đệ rất là đang chậm chạp. Cô ơi. Xin mời anh hay chị hãy cho cảm nghĩ nói về câu đây. Nghĩ mẹ nói. Nói.
Bây giờ dứt hào hứng cố gắng lên thôi. Bây giờ tôi đang rất hào hứng. Rồi nhìn bây giờ chị rất là và niềm tin chiến thắng không? Có. Làm rất nhanh không? Tôi chiến thắng. Nói vậy cho coi. Xin mời anh để hết. Đâu? Không biết gì chưa á? Mày cầm gì nè? Tôi chỉ. Tôi chỉ. Áo là cầm. Hai chị có niềm tin chiến thắng không? Không. Cố lên, cố lên, hai đội ơi, nhanh lên, thời gian chúng ta đã gần trôi qua, nhanh lên, rồi nhanh lên. Hai đội của chúng mình, ai sẽ chiến thắng đây? Một đứa sắp, một đứa làm, cố lên, bên kia đó sắp rồi, bên kia sắp làm sao, cố kê, kê, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, thời gian còn á. Nếu đội là thua sẽ đợi, đợi bên kia nói, hôm nay tôi đã thất bại. Đó là một câu rất là kỷ niệm trong cuộc đời, chúng ta cố gắng sẽ lên. Cố lên! Hôm nay tôi đã thua được đó, đó. Đây là đổi hành lòng, đổi hành lòng. Vì hai người rất thích ăn hành lòng nên đặt tên là đổi hành lòng. Còn bên đây là đổi cam quýt vì chị rất thích là ăn cam. Còn thằng Đức rất là thích ăn quýt nên đặt gọi là cam quýt. Cố lên, hôm nay là... Dây xuất gia chúng ta còn khá, cố lên, bên đây nhiều quá. Bên đây nhiều quá. Nhìn lên chị Hân của chúng ta làm việc với một tinh thần rất là hăng say. Còn chị Quy với anh Đức rất là mất nát như kìa. Hết đêm đứng chàng ngãn giữa cửa. Cô lên, cậu lên, cậu một hai, cậu dạy một hai, cậu ngắn lên. Cậu ở đây rất là gấp rồi. Một sắp chết rồi mày nha. Chết cậu ở đây rất là ngắn rồi, nhưng nên cố lên, đợi cao mất ơi. Cao mất ơi, cho ai giành chiến thắng như lên. Để đợi anh Long thua cuộc. Cố lên. Cố lên anh Hữu Đức và chị Kiều Anh, cố lên. Xin mời anh vô đây để chụp mà để quay một hình để làm cái này. Đứng ngoài ngay đâu chứ, đứng ngoài ngay đâu chứ, đứng ngoài ngay đâu chứ, nhìn coi đây. Cố lên, chị ơi. Coi, nhìn coi. Cứ cái đó. Đây là cuộc đua rất là tranh tài quyết liệt với hai đội. Đội bên đây rất là có trọng tài khen mình. Chứ hiểu quý vị, đây là trọng tài khen rất là anh minh hoàng dũng và vô duyên và vô cùng bất ngờ. Nhìn lên, sắp xếp đi cậu, nhìn xong rồi, nhìn lên cậu cút, nhìn lên cậu không? Sắp xếp đi. Sắp xếp đi. Sắp xếp đi, đây là ông chàng nhìn. Sắp xếp đi. Ờ, anh nó còn chưa ở đâu. Bên đây sắp lên. Mà tới là nhanh nhắn rồi, nhanh lên, cố lên, đuổi hắn rồi. Rồi, cũng có đuổi, cũng giết cái đất không còn một con dài ở trên gấu đấy luôn. Nó chưa bọt mà chưa tới. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nhanh lên. Còn kìa. Còn rõ kìa. Còn dây quăng đó. Đó. Ờ. Để đánh mất rồi. Đặt bàn đùng đùng như đặt bàn cái đó. Cố lên hai đại ơi. Không để lên mình. Dạ. Công sao. Nói là gì không công. Nếu mà dạ vậy. Để lên bàn mấy cái mà. Rồi chú thắng thôi, chú mừng không? Chú mừng không? Chú mừng không?
rồi, kể rồi. Kể rồi, biết là chị bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không, không, không. Cái bà nói đúng rồi, nghe ngắn rồi. Mà đâu nghe ngắn không rồi. Con, để gặp đông đông đó con. Con. Nhìn đây, nè nó nè, tao nè. Bên nào chắc hơn, mà hai bên cuộc. Xin lỗi anh ta đề, già đợi anh, đợi anh. Không nói với mẹ, đợi anh Long mới hô cuộc. Nó là được rồi, quá thiệt rồi. Tao báo đợi anh lo mới hô cột. Xin mời anh ba để hắn hát một bài hát. Bạn đợi con quýt hát coi. Hát coi. Chào quýt. 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 Lại cầm bó cây hưởng cầm vui nè. Cứ lần xin nắng. Nhưng bị hai đứa đứng cơ. Xin nắng. Chứ có rồi chứ đâu. Tao mua cái ông đấy chứ bảo. Làm gì nó? Nhưng nó. Nhưng vậy. Rồi đó, hôm nay đợi Thanh Long chúng tôi đã hôn đợi cầm quá. Hôm nay thì Thanh Long đã hôn đợi không nghe nó lại. Hãy nghe nó lại. Ông nói nhanh được rồi. Mày nói xong rồi nè. Hôm nay thì Thanh Long đã hôn đợi cầm quá. Rồi được rồi. Để ra chị đợi cầm quá có cảm nghĩ gì không? Từ cách này vui. Chị Hân có đợi Thanh Long có buồn không? Có buồn không? Hai bình bơ. Buồn không? Trời của tôi rất là anh gì? Anh buồn không? Không. Anh buồn không? Thôi nói nhỏ này nó đó. Cho trước nè. Đi trước đâu? Rồi. Xin mời anh chị hai nín. Rồi xong.